Ai xúi em làm cái việc này? Dạ, các bạn ở dưới ạ. Bạn nào? Cái việc mà đi thi người mẫu mà lại đi lấy băng keo, đi lấy cái gì đó để buộc vào cái chân của mình nhá, là một điều không thể tha thứ được. Giỡn hoài. Thí sinh tiếp theo ạ. Chuyện gì xảy ra với cái chân của em vậy? Chân của em là giày không vừa, em hay bị tuột gót nên là em sẽ băng dính vào để đi được tự tin và những bước kết quả không được mạnh. Chân em 36,5 nhưng mà em mua giày là 37 đúng không, hay là 37,5? Dạ 37 ạ. Thường nếu mà chân em 36,5 em mang giày bít mũi em phải mang 36, chật hơn cái size chân của mình tại nó dính đôi giày vào, chứ không phải mình đi mà mình nương theo đôi giày nó phải nương theo mình. Ai xúi em làm cái việc này? Dạ các bạn ở dưới ạ. Bạn nào? Các bạn ở dưới đấy thì em cũng không biết là bạn tên gì ạ. Đi vào trong, gỡ cái băng keo ra và đi lại. Cái việc mà đi thi người mẫu mà lại đi lấy băng keo, đi lấy cái gì đó để buộc vào cái chân của mình á, là một điều không thể tha thứ được, không thể chấp nhận được. Mỗi một nghề sẽ có một đặc thù khác nhau. Đối với nghề người mẫu, đôi giày cao gót là việc em bắt buộc em phải xử lý. Có nhỏ hơn hoặc lớn hơn em vẫn phải đi được. Chứ không có chuyện em đi thi người mẫu mà em lại lấy băng keo em dán vào như thế kia. Giỡn hoài. Bây giờ đi. Tâm trạng mình lúc đấy thì rất là hoang mang và lo lắng. Em nhờ giấy được nhá. Dạ, em cảm ơn. May mắn là khi mình vào trong hậu trường thì mình có gặp được một bạn có size giày vừa với giày của mình và bạn đó đã cho mình mượn để vào thi lại phần thi của mình. Khi mình đi ra thì tâm trạng mình tự tin hơn vì biết được là mình sẽ phải đi như thế nào để gây ấn tượng với ban giám khảo. Kiểu rất là vui vì đã nhận được ba xinh nhất từ ban giám khảo. Đón xem series Vietnam Next Top Model Casting 19 được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2020 trên Facebook chính thức của chương trình và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/vnntm.